thưa quý vị, phần thi đầu tiên đó chính là thanh lịch với hai màn là chào hỏi và thời trang. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thanh lịch của đội thi Vietinbank Hoàng Mai. Cần tư vấn khó quá hỡi các anh chị ơi. Gửi tiền đâu cho uy tín, trao tiền hưu về nơi đâu, nhiều bánh đã níu kéo tôi gửi tiền. Dạo này là em mất tiền lắm. Nhưng mà em vẫn không khỏi băn khoăn, cứ thế em biết phải làm sao. Tìm đâu cho tôi nơi ấy, ngân hàng nào thật yên tâm, còn lại chỉ nơi đây lo âu riêng tôi. Tôi hoang mang quá, ôi tôi hoang mang quá, đã biết bao năm qua tôi vẫn ngóng đợi một ngân hàng. Ngân hàng nào thật uy tín, ngân hàng nào thật yên tâm, để cho tôi không lo âu với. Lời nhận sẽ vốn cao, nhân viên cùng
cho bạn KPI mỗi quý tăng lên, tăng lên, tăng lên, tôi phải cố gắng. Người người được tin bay, đêm ngày cũng làm việc đến tối đó. Để biết tin bay, bay cao, bay xa, vươn lên, ngân hàng dẫn đầu. Để biết tin bay, bay cao, bay xa, vươn lên, ngân hàng dẫn đầu. Để biết tin bay, bay cao, bay xa, vươn lên, ngân hàng dẫn đầu. Ái chà, em là em thích được. Cái nàng này rồi đấy. Ừ, tôi là tôi thấy cái nàng này được đấy. Tôi là tôi chốt với tin manh nhá. Em theo anh. Bao con đường thanh thang, mái nhà vươn cao, khu vườn xôn xao. Giờ đang thắp sáng cuộc đời, mà đang ấm áp lòng người. Người ngày mai tươi sáng. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống. Chào mừng quý vị khách quý, quý vị đại biểu đến với show diễn thời trang mang tên Nâng giá trị cuộc sống của Vietinbank trên nhánh Hoàng Mai ngày hôm nay. Mở màn cho show diễn là bộ trang phục được lấy cảm hứng từ thẻ Visa Premium với tông màu đỏ chủ đạo. Đến với dòng thẻ Visa Premium của Vietinbank, bạn sẽ được tận hưởng ưu đãi không biên giới tại các khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ, các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Với Vietinbank, cuộc sống phong lưu, đơn giản không ngờ. Trội, chi nhánh Hoàng Mai luôn tự hào được hợp tác với nhiều khách hàng lớn là các
Sapeco, VHC, công ty Gamoda Land, Tổng Liên đoàn Lao động, công ty Á Châu và khối các bệnh viện. Đăng tải những bước rất tự tin trên sân khấu là cặp đôi đến từ khối bán lẻ. Với bộ trang phục mang tên Chắp cánh ước mơ, quyết tâm mang đến những sản phẩm ưu việt, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Khối bán lẻ chi nhánh Hoàng Mai trong năm 2016 đã vinh dự nhận được giải thưởng tăng trưởng tốt nhất hệ thống. Với những gì đã và đang nỗ lực, chi nhánh Hoàng Mai tin tưởng sẽ là người bạn đồng hành với khách hàng trên mọi chặng đường. Tiếp theo, đang bước ra sân khấu là cặp đôi đến từ phòng kế toán, đại diện cho đội ngũ giao dịch viên tại chi nhánh Hoàng Mai với bộ trang phục mang tên chuyên nghiệp, chu đáo, luôn lấy sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu phấn đấu, là động lực làm việc. Mỗi giao dịch viên luôn hướng tới sự chuyên nghiệp, mang đến khách hàng những dịch vụ hoàn hảo. Xuất hiện trên sân khấu lúc này là cặp đôi đến từ phòng hành chính tổng hợp với bộ trang phục mang tên kết nối. Trong năm 2016, phòng tổng hợp của chi nhánh đã xuất sắc hoàn thành công tác xử lý rủi ro, giảm thiểu nợ xấu trong cơ cấu nợ. Đây luôn là những chiến sĩ thầm lặng nỗ lực góp phần vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh của chi nhánh trong các năm vừa qua. Và cuối cùng trên sân khấu là cặp đôi đại diện cho các phòng giao dịch trong chi nhánh với bộ trang phục mang tên lan tỏa nhiệt huyết. Chi nhánh Hoàng Mai có 8 phòng giao dịch với địa bàn rộng khắp, phục vụ hàng trăm khách hàng doanh nghiệp và hàng nghìn khách hàng cá nhân. Các phòng giao dịch đã và đang tích cực tạo lập mối quan hệ với nhiều khách hàng, góp phần tăng thị phần, tăng sức mạnh cạnh tranh của thương hiệu Vietinbank. Chào đón lại sân khấu cả 5 cặp đôi đại diện cho các giá trị mà Vietinbank Hoàng Mai luôn cố gắng mang đến mọi khách hàng. Với bộ sưu tập mang tên Nâng giá trị cuộc sống, Vietinbank Hoàng Mai muốn nhấn mạnh vào tính hiệu quả, thể hiện sự tận tâm của chi nhánh nói riêng và của ngân hàng công thương nói chung trong việc hỗ trợ, bảo đảm thành công cho khách hàng, cũng như nỗ lực góp phần tạo dựng một cuộc sống tươi đẹp, giàu ý nghĩa. Kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính chúc cho hội thi của chúng ta thành công rực rỡ.